Đồng ý. Hai ba tháng nữa lúc mà rửa tội là có tóc rồi, đợi nó có tóc rửa tội anh ơi, để sao để chụp hình. Hưng nó nhờ ai nên làm rửa tội để làm bố nó cho tụi nó nhỉ? Không biết, không thấy nhờ ai đâu, Phải. mà cũng đâu kêu hai đâu. Hai vợ chồng nó đi rửa tội thì chẳng biết không, ai nhờ ai đến đâu chẳng biết. Chẳng nói nào. Hai sinh đỡ đầu được thêm lần nữa mà phải không? Đỡ đầu bao nhiêu thì sẽ được. Được hết hả? Con tưởng là mỗi người đỡ đầu được có người chứ. Không. Mình đỡ đầu thì phải có trách nhiệm thôi. Vừa rồi thằng bạn nào nó nhờ Hiển đỡ đầu bên ba con ru mẹ bảo nó không có đỡ đầu cho ai, nó đỡ đầu mua mấy đứa cháu thôi là đủ con rồi. đỡ đầu cho người ta, con phải dạy cho người ta rồi con phải còn này kia đủ thứ. Nhiều người người ta cũng thật sự em cũng cũng không có, nó cũng không nhất thiết là vậy. Về người mà đã sáng người ta cũng không có nhiều. Nhiều khi người ta quý người ta gì chứ người ta cũng chẳng có trách nhiệm gì, nhưng mà thì nếu mà mình người ta quý người ta gì thôi chứ đâu, nó đâu có bắt ràng buộc cái gì đó, hiểu không? Không, nhưng mà theo đúng mình đi, con đi học giáo lý và Yeah, thì người ta đầu là phải có trách nhiệm thì đến khi cho nó 18, người 20, 30 tuổi thì mà nó lớn rồi nhưng vẫn 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 còn vậy, thì đại khái là, nhưng mà bây giờ thời đại này không có ai người ta không có nhờ vả mình cái gì hết. không phải nhờ vả nhưng mà nhiều khi nó giống như là họ hàng luôn lại gần đấy, có chuyện gì là người ta cũng phải đến này này kia. Nhưng mà nếu mà Harrison nó dạy á, nó đỡ đầu để cho nó cảm giác nó thương mấy đứa cháu nó hơn. Tao thấy thằng đấy thì đứa nào thương cháu nào nó cũng thương hết. Cháu nào cậu cũng chăm hết. Cậu thì cậu cậu toàn bị người ta bắt nạt thôi. Nó không bắt nạt heo sành à? Heo sành ổng nó nhớ không? Nó đang im im nó chỉ thôi, nó vừa gặp con nó á. Hết hết bàn tay là hết cả cái đùi của bà. Mẹ đó chưa? Không nói con ra mấy mẹ ăn ba lần đóng cửa buồn gần muốn cho tao đi ăn mẹ hả? Ăn tại nó không thiếu năm nay đang nói của cái năm nay con biết giờ chỉ có ngủ thiếu là gì đâu, ngủ là thay tã. Tã nó ướt rồi nó kẹt tay nó không chịu. Cực lắm á, cứ 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ, bây giờ đỡ hơn chút xíu, cứ 2-3 tiếng là tiến thầy khóc ỉa, Ô, tiến thầy té, tiến mẹ bố đưa cho con tiến một cái vali đấy. Dạ. Cái này mẹ cho con một cái giỏ này là con đựng đồ. Dạ. Và khi nào mà đầy tháng đó thì nó cho quà. Dạ. Dạ. Chưa cho quà. Ok.